Mình áo ước được thủy nữ sinh nhật. Sự Covid-19 không đi mua bánh rồi. À ha, mình sẽ làm bánh sinh nhật rồi nha. Xin ý vô gạo lần 1 nè. Thích quá. Vo gạo lần 2 cho sạch nha. Dùng nồi nhỏ 1 lít, đường kính lòng nồi là 18cm, như khuôn làm bánh luôn. Và đừng quên ấn nút nấu cơm nha. Xoa đều, xoa đều. Xoa hết nhựa trắng, để cho hết đắng. Rửa thật sạch thôi. Phần gọt vỏ sẽ dành cho mẹ. Bạn nào khéo một chút thì cố gắng giữ nguyên hình miếng dưa chuột khi thái nhé. Còn nếu không thì cứ thái thôi. Trong khoảng 45 phút chờ cơm chín thì nấu món canh món mặn nha. Cơm chín rồi mới bắt đầu tráng trứng. 3 quả trứng nhỏ hoặc 2 quả trứng to, dùng trứng gà ta thì sẽ thơm ngon và có màu vàng rất đẹp. Chị Nhí đang nghiên cứu quả trứng kìa. Một xíu bột canh ở đầu thìa cho 1 quả, 3 quả thì nhân 3 lên. Chị Nhí rất thích đánh trứng. Mẹ đánh thêm cho thật đều nhé. Nắp lọ tự động mở này, thích lắm đó. Chờ dầu nóng nhưng không để dầu sôi nha. Rồi rót trứng từ từ vào chính giữa chảo sẽ có hình tròn rất đẹp. Mình sẽ không lật trứng, để lửa nhỏ khoảng 2 phút rưỡi đến 3 phút, trứng sẽ chín đều mà không bị cháy ở mặt dưới. Rán trứng xong để nguyên ở chảo, còn cơm thì ấn cho phẳng mặt, rồi úp ngược ra khay là xong cốt bánh rồi. Đến phần trang trí rồi đây, nhẹ nhàng đặt trứng lên cơm. Dưa chuột thì bỏ những miếng nhỏ ở đầu ra và dàn đều xung quanh cốt bánh. Như thế này này, để cả miếng dưa chuột thì dàn đều ra sẽ vừa nhanh vừa đẹp. Nếu không giữ nguyên được cả hình miếng dưa chuột ngay từ đầu thì cứ xếp từng miếng vào cũng đẹp mà. Mỗi tội hơi lâu thôi. Tiếp theo dùng xốp mayonnaise để viết chữ Happy Birthday. Ảch, run rẩy quá. Lại nào. Thực ra bánh càng đơn giản càng dễ đẹp. Kể cả không viết được chữ thì cứ cắm nến thôi là được bánh sinh nhật rồi. Nhà Chi Nhí lúc nào cũng sẵn nến số vì hay chụp ảnh sinh nhật cho các bé mà. Hôm nay sinh nhật chú của Chi Nhí 20 tuổi, nhưng mà hết nến số 0 rồi. Ta-da, đã hết xong, giống như bánh cheesecake chanh leo ấy nhỉ. Đến phần mong chờ nhất dưới đây. Hồi nến thôi. Wow, chúc mừng sinh nhật chú Hùng nha. Vẫn hồi nến à, một lần cuối cùng nhé. Hai lần. Bây giờ là lần thứ hai cuối cùng. Thổi bên nào. Một lần đến hai. Cho nó cách xa nhau ra. Nó đang không gần nhau đâu. Vào nha. Rồi. Nó cách xa nhau để thổi một cái, từng cái một. Cả chữ này à? Chữ đầu tiên là chữ gì nhỉ? Con có biết không? Chữ H. Chữ này là chữ P. Đây là chữ B. Đây là chữ G. Đúng rồi. B.
Ta ta da. Cái góc này là do ban nãy Chi đã ăn gần hết rồi đây. Còn xoay lại đây cho Chi nhìn đúng chữ nha. Rồi bây giờ chúng mình sáng ra ăn thôi nào. Một bữa tiệc sinh nhật thật vui, cũng là bữa trưa thật đặc biệt và hấp dẫn, khiến cho Chi Nhí ăn được nhiều hơn bình thường. Chắc các bạn nhỏ cũng thấy rất hào hứng với chiếc bánh thú vị này phải không nào? Các bạn học lớp 4, lớp 5 là đã có thể làm được rồi đấy. Bạn nào sinh nhật hôm nay giơ tay. Chúng mình cùng mẹ làm bánh sinh nhật mùa dịch nhá. Bánh rất ngon và thổi nình rất vui. Chúc các bạn thành công. Chào các bạn nha.